Tuấn Anh xin kính chào quý vị khán giả khắp nơi đang chuẩn bị bước vào cuộc hành trình âm nhạc đầy màu sắc của nữ ca sĩ khả ái Mỹ Châu qua album thứ 2 có tên là Yêu Mấy Sao Cho Vừa. Một nhân dáng, một giọng hát truyền cảm mang nhiều sắc thái lạ và đặc biệt. Tuấn Anh may mắn có dịp được làm việc theo sát quá trình thực hiện DVD Yêu Mấy Sao Cho Vừa, mới thấy hết được tấm lòng của người nữ ca sĩ yêu nghề và thương nghiệp này. Cô lần lượt xuất hiện với các tên tuổi mà khán giả mong đợi. Có thể nói DVD Yêu Mấy Sao Cho Vừa là tất cả tình yêu của người nữ ca sĩ khả ái này gửi gắm đến quý vị khán giả thương mến. DVD được Trung tâm Tiếng Tơ Đồng và thương hiệu Tình Nghệ Sĩ sẽ phát hành ở khắp mọi nơi.